5 mét trọ mới sát khu công nghiệp và trường học Mỹ Phước 3 bên Cát Bình Dương. Và đây chính là căn trọ mà em muốn giới thiệu cho tất cả quý anh chị. Diện tích là ngang 5, dài 30, tổng 150 m 2 thổ cư 100% sổ sẵn. Có hỗ trợ vay ngân hàng nếu quý anh chị và các bạn tài chính không đủ. Nhà trọ thiết kế là gồm một căn nhà phía trước và 4 phòng trọ phía sau. Căn nhà phía trước này gồm phòng khách, phòng bếp. Bên trong phòng bếp đó chính là nhà vệ sinh. Và bên trong này thì có một phòng ngủ nha Nhà trọ đang trong quá trình hoàn thiện nha quý anh chị Chỉ còn 2-3 ngày nữa là xong thôi à, Trên các lượng này thì chủ thiết kế là gồm hai phòng ngủ một phòng thờ nha Đây chính là phòng thờ này Tiếp đến là phòng ngủ thứ hai nè À, phòng ngủ thứ ba tất cả các phòng ngủ đều có phòng có cửa sổ nên rất là thoáng luôn đây là nhà vệ sinh phía bên trên nhà đang trong quá trình hoàn thiện nên là nhìn vẫn chưa có sạch sẽ nha chưa có lau dọn được nha quý anh chị nha và đằng sau này thì có bốn phòng trọ căn nhà phía trước này thì cả một gia đình ở rất là rộng rãi nếu chúng ta không ở thì chúng ta cho thuê một tháng 3 triệu rưỡi ạ à còn đằng sau này thì phòng trọ thiết kế là 16 sáu mét vuông và cho thuê là một tháng 1 triệu 2 ạ à. đây à, phía bên trong là nhà vệ sinh nha có bồn rửa chén đầy đủ tiện ích gác là đổ tắm hết nha quý anh chị nha đổ bê tông nha à, tất cả các phòng thì đều thiết kế giống nhau hết luôn ạ à. nhà trọ cao ráo sạch sẽ sát khu công nghiệp nha quý anh chị à, đằng sau này thì có một mét lối đi thoát hiểm ạ à. À, và đặc biệt là nhà này có hỗ trợ vay ngân hàng nha quý anh chị tài chính quý anh chị chỉ cần 800 thôi là đã mua được rồi à, và đặc, điều đặc biệt nữa là căn nhà trọ này đối diện với công ty nên là khu vực này á nếu mà cho thuê thì không có sợ trống phòng nha quý anh chị dân cư ở đây thì ở khá là đông rồi cả nhà cũng nhìn thấy phía đằng trước là chính là công ty luôn và phía phía đằng kia chỗ xe chạy đó chính là đường cao tốc mỹ phước tân vạn luôn ạ à. quý anh chị và các bạn những ai quan tâm căn nhà trọ này thì cả nhà hãy gọi cho em ở phần tiểu sử có số em sẽ gửi thông tin nhé